Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là mic của điện thoại Huawei V8 Lite. Nó rất là nhỏ, màu vàng này. Được hàn chết trên bảng main của máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần mic của Huawei V8 Lite, nói đầu bên kia nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc không, quý hàng vui lòng liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Hiện nay chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện của điện thoại Huawei B8 Lite nói chung và mic của Huawei B8 Lite nói riêng để mới với các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của didongcaocap.vn, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Một lần nữa, didongcaocap.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ được thực hiện tại didongcaocap.vn. Mọi thắc mắc của quý hàng liên quan sản phẩm dịch vụ xin vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.